Chị bình luận gì về bộ đồ của anh ST không? ST à? ST là một nhân vật không có thật trong Chọn Ai Đây. Một nhân vật hư cấu được vẽ nên. ST bộ đó thấy sao? Thấy mình đúng vì mình đẹp rồi với đúng cái gu của mình là đẹp đi. Nó ghê chi vậy? Rồi là làm là tướng quân. Rồi lát ra nói sao tướng quân đây, thoại tướng quân sao đây? Đây là bộ đồ lấy cảm hứng từ thời nhà Trần của Việt Nam. Bình thường những cái chất liệu mà để quay phim thì nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà đây là một trong những chất liệu mà người ta phục dựng lại. Thôi em đang hát cái lương nha. Với những bộ trang phục hoàn toàn khác nhau, khác nhất đó chính là ST. Đi đóng phim thiệt á. Tại vì bình thường á là em thấy ai mà mặc đồ mà kiểu bà ba cổ trang này nó được chọn nhiều lắm, cho nên hôm nay em sẽ mặc một bộ đồ cổ trang như thế này để mà đến đây, xuyên không đến đây để chơi Chọn Ai Đây. À, anh Giang biết không? Nãy vô anh già nó trời lăm, tôi mặc này lắm, ông mặc đồ con ngựa đi ra cho vui. Ừ, vui chỗ nào? Ừ, nhưng mà em làm con ngựa anh. Trời ơi, vui chỗ là mặc đồ con ngựa đâu, bình thường không? Tưởng ra cái ông cởi tôi. À, vui chỗ là anh cho anh cởi á. Nó cọc nha, không vui á. Trời ơi. Hôm qua là biết sao không? Chương trình này em quen có nhiêu tiền mà biết sao không? Cho nên là kêu anh đi mặc đồ thử mà giờ làm sao? Giờ có những cái bộ đồ mà mình đi diễn đó mà mình mặc được có một lần nè. Hay là lúc mà để mà mình tận dụng lại đồ, tiết kiệm lại, có gọi là tái chế đồ đồ diễn. Rất là phù hợp. Rồi làm cho cố lên rồi hả, ban đầu ra thì nó đẹp đẹp, nó sung sung. Rồi lát rồi mồ hôi ra, rồi tự nhiên tụt đường. Rồi cái tụt huyết áp. Rồi hỏi sao nguyên buổi không nói chuyện. Dạ không phải là không nói chuyện, là không biết câu hỏi đó. Nhưng mà nó mệt quý vị, em đã từng trải qua rồi. Đợt trước á, em đem cái gì? Mấy cái túi hơi đó, cỡ ngựa, cỡ ơ đồ ra. Ra khán giả tay rấn. Mắc cười quá trời đất lên, lắc lên tới lầu 2, tụt đường. Nguyên buổi đâu nói được đâu. Vì sau đó là không dám làm khùng làm điên nữa đó. Ghê lắm quý vị ơi. Trời. Thấy không quý vị, giờ đầu nó vắng luôn rồi, nó bệnh luôn rồi. Là những người có kinh nghiệm đó ha. Mấy đứa mà tham gia 2 mùa là nó có kinh nghiệm hết. Còn mấy đứa mà cái này lỡ mướn rồi, hôm qua đã mệt rồi, tuần trước đã mệt rồi. Nhưng mà lỡ mướn rồi bây giờ phải mặc, bây giờ bỏ là tốn tiền, đúng không? Không ạ, à, tôi đang hay à. Tôi hay tự mặc luôn hả? Mặc trong dịp nào? Halloween hả? Mặc trong dịp cái gì mà mình hát đó. Hát vào tuần này luôn? Đúng rồi. Là hát cho người ngoài tỉnh nha. Là hát cho người ngoài tỉnh nha. Trời ơi. Đồ hư cấu. Bộ đồ như là cá đứng với bạc vậy đó. Ai hút đi mà. Mới mượn được cái dây chuyền. Dây chuyền quý tộc à. Quá trời lấp lánh rồi. Một sự khác biệt mà chúng ta tạm gọi là cá biệt đến từ ST Sơn Thành. Đi về ạ. Về đi ạ. Về đi. Không được ạ. Không được. Chưa lãnh lương. Đúng rồi. Với đầu tư quá rồi. Mai mốt em có bật gì từ khúc dưới này là em cứ thoải mái, trên đây đừng có băng. Nhưng giờ băng lại lâu là cái não nó không hoạt động được. Cái não nó bị siết lại. Thôi bây giờ chơi trò chơi đi hả? Dạ. Ủa? Đủ đội này. Đủ đội rồi. Em sẽ là một vị thần đứng ở giữa không sao. Vị thần. Taxi vô rồi mình đi ra. Thôi ra đi taxi, đừng có kỳ thị em đó mà. Tại nghề của hoàng tử. Thương đi ra. Namaste. Cannot speak anything Hindi. Cannot speak in Hindi nha. Không nói được tiếng Ấn nha. Tiếng Ấn khó lắm, khó học. Là đại lý cuối năm.
Thưa quý vị, chúng ta chào đón ca sĩ ST Trấn Thành. Anh ơi. Đây anh. Ngày hôm nay đầu tư về trang phục rất nhiều nhưng mà không đâu hợp đâu. Sao vậy ta? Tại sao ý tưởng nào mà anh phối được cái này với cái này với cái này vô với cái này vậy? ST thời trang của tôi đâu rồi mà sao với tay sao vậy ta? Sucana. Sao hai Sucana vậy? Tôi đó mọi người. Không, đây là đồ đẹp lắm. Tại vì biết sao mọi người? Tại vì em thấy trên mạng á, high fashion á, phải mặc người trên mạng á hả? Dạ, high fashion nó phải mặc những cái bộ đồ mà kiểu nó tùm lum màu vậy đó. Cởi áo khoác ra đi, mình coi ở trong có ổn không thì mình để ở trong. Ổn hơn đó. Vậy nè, là kỳ quan của chương trình này. Dạ. Vậy nè. ST đã trở lại. Okay. Để nhận đi một vòng lên lại. Đúng như vậy. Không có bàn tay của em thì anh chả làm được gì cả. Đúng rồi. Hôm nay chúng ta thấy mỗi người một phong cách. Sao có người đàn ông mặc váy ở đây ạ? Hồi nãy ơi, ở trong kia hỏi em, ủa cô ca mặc đồ màu gì vậy? Em nói mặc đồ màu đen. Ừ, vậy anh sẽ mặc màu đen luôn. Em tưởng là một bộ đồ cặp mix với em là đẹp lắm. Ai về đâu mặc váy gì vậy? Cặp mà. Em xúc ly xúc ly. Anh xúc ly xúc ly. Ok, vô luôn. Ok, vô luôn. Hey, bây giờ okay. Thưa quý vị là ST càng ngày càng duyên dáng nha. Chính xác. Càng ngày càng duyên dáng luôn. Wow. Mà càng ngày mặc đồ càng kỳ ha. Nói chơi mình ca sĩ mà. Hết đồ thì báo anh em để anh em có gì hỗ trợ. Hết đồ thì báo anh đưa cái áo, Lâm đưa cái quần, hay là Khánh đưa đôi giày chứ ai mà lấy đồ của sao tự nhiên lấy bu lấy đầm của Buka. Nói chứ quý vị phải hiểu rằng ca sĩ không mặc đồ giống người bình thường được. Ca sĩ phải mặc đồ lạ. Ở đây đâu có ai ca sĩ đâu, có mình ST hả? Đúng rồi. Tính ra ca sĩ không có tham gia game show nhiều ha. Tại mấy người kia bận đi hát á. Chào mừng quý khách đang đến với chuyến bay Chọn Ai Đây. Tôi là cơ trưởng SC Sơn Thạch, sẽ đưa quý khách trên hành trình từ thành phố hoang mang đến thành phố hoang mang hơn nữa nhé. Hy vọng quý khách sẽ có một chuyến bay vui vẻ và an toàn ạ. Xin hỏi phi công đã từng lái máy bay chưa? Dạ chưa ạ. Bên phía cánh trái còn chiếc máy bay kìa. Bên phía cánh trái còn chiếc máy bay kìa. Máy bay này chỉ bay đi Huế thôi ạ. Không, bay ở trên kìa. Sao mà bay trên kìa? Em đi máy bay được. Ở trên. Ở trên.